On Friday, Vào tháng March 6, ngày 25 tháng 3 năm 2022, 25th, 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Vô Vàn Trân Quý đã ân cần đọc một truyện trong sách kho tàng truyện dân gian Do Thái do Nguyễn Ứ biên soạn. Sư phụ tận tình giảng giải các bài học đạo đức của truyện này, chia sẻ trí huệ và những thấu hiểu của Ngài. Đây lại là từ truyện dân gian Do Thái và truyện có tựa đề là Vua Solomon và ba anh em. Ngày xưa có ba anh em nhà kia lên kinh đô để học kinh Torah. Torah là thánh kinh của người Do Thái. Dạ, sư phụ. Học với vua Solomon. Ôi, may mắn thay. Solomon không chỉ là vua, Ngài cũng là một vị minh sư, bởi vì Ngài sáng suốt, có trí tuệ và đã khai ngộ. Chúng ta đã rời nhà mình ra đi, bỏ lại mọi thứ để đến đây, chỉ để học lời luật. À, thật ra luật ở đây có lẽ nghĩa là luật vũ trụ như tâm ấn. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Hầu hết các nguyên tắc và trật tự luật lệ trong vũ trụ này đều có trong các thánh kinh thời xưa mà các vị thánh hiền đã để lại. Ba anh em đó ở lại với vua Solomon 13 năm, nhưng họ không học được gì cả. Đó là theo như câu chuyện. Dạ, phải, không dễ đâu. Thời xưa, khi quý vị đến gặp minh sư, các ngài bắt quý vị làm việc lao động và làm mọi thứ khác, bất cứ gì các ngài muốn, nhưng không dạy quý vị điều cốt yếu, không dạy ngay lập tức. Dạ phải, có khi mất nhiều năm, có khi hơn 10 năm như trong truyện này. Nhưng quý vị cũng biết điều đó qua nhiều truyện cổ tích khác rồi. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Vì vị minh sư phải khảo xem các đệ tử có xứng đáng không. Dạ đúng. Chẳng hạn, tôi truyền tâm ấn. Vào lúc tâm ấn, chúng tôi nhấn mạnh rằng đây chỉ dành cho quý vị thôi và không được nói với bất cứ ai, trừ khi sư phụ cho phép, vì lý do nào đó. Dạ, quý vị không được nói ra, nhưng một số người cứ nghĩ rằng họ có thể làm vậy. Tôi đã kể quý vị rồi. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ, chẳng những họ làm hại chính họ, mà còn bị mất công đức, sự bảo vệ cũng bị lấy đi. Không phải bởi sư phụ, mà bởi hội đồng vũ trụ. Ồ, dạ thưa sư phụ, vì họ không xứng đáng, và họ cũng không có sự bảo vệ cho những người gọi là đệ tử của họ. Những người được họ truyền tâm ấn, họ không có gì cả. Dạ thưa sư phụ, họ không có hóa thân sư phụ ở bên họ 24/7. Họ không có công đức, không có trí tuệ, không có gì hết. Dạ, sư phụ. Cho nên, thời xưa, rất khó để học được gì đó từ vị minh sư. Dạ đúng, dạ, thưa sư phụ. Đôi khi quý vị ở lại mãi mãi mà chẳng được gì hết. Đó chính là lúc vua Solomon đã thốt ra hai câu thơ mà sau này người ta ghi lại trong sách Châm Ngôn. Trong sách đó họ có nhiều, rất nhiều câu thông thái. Dạ. Và hai câu này của nhà vua lúc bấy giờ cũng được viết trong sách đó. Thế rồi, Ngài đã thốt ra hai câu này. Quý vị muốn nghe không? Dạ muốn, thưa sư phụ, xin nói ạ. Không, quý vị không muốn. Muốn hả? Dạ muốn, chúng con muốn. Tôi chỉ trêu quý vị thôi. Ông nói, được khôn ngoan tốt hơn được vàng, được hiểu biết quý hơn được bạc. Thế thôi. Ôi chà, có nhiều lý do tại sao người ta thích sự giàu có vật chất hơn là trí huệ khai ngộ. Dạ sư phụ, bởi vì chúng ta bị trừng phạt, bị tra tấn và bị quấy nhiễu trên địa cầu này, trong cõi vật chất này. Và người ta cứ phải lo lắng cho sự sống còn của họ thôi. Đó là yếu điểm của con người. Nên mình thật sự không thể đổ lỗi cho họ. Dạ không, thưa sư phụ. Không như tức khắc khai ngộ. Không làm gì cả, ngộ ngay lập tức. Thế mà một số người vẫn không tin điều đó. Và một số thậm chí đi vào với những mục đích khác và không nhận được trí huệ. Dạ đúng, họ đã đánh mất cơ hội trong hàng nghìn hoặc hàng triệu hoặc hàng hà sa số kiếp sống để cuối cùng được giải thoát khỏi vòng ác quỷ này mà lại không có được.
Đáng tiếc thay, đã gặp người hướng dẫn có thể đưa quý vị về nhà, nhưng không nghe, không muốn, không làm theo. Thật sự đáng thương. Tất cả vàng trên thế giới cũng không thể nào đổi lấy cơ hội đó. Bất cứ ai thật sự biết điều đó sẽ cảm thấy vô cùng hối hận hoặc cảm thấy tiếc cho những loại người đó. Dạ, sư phụ, khờ quá, ngu quá, vô minh quá, nhưng họ đã ở trên thế gian quá lâu, đời đời kiếp kiếp và hình thành nên thói quen là họ chỉ nên đuổi theo những thứ vật chất, vàng bạc, nhà cửa, vợ con, bất cứ thứ gì. Nhưng thấy đó, như Thánh Kinh nói, hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi tất cả mọi thứ sẽ được thêm vào cho con. Dạ, thưa sư phụ, có thể nhà vua Solomon cũng đã cho người đó sự khai ngộ, tâm ấn. Dạ, theo như cuộc đời và những việc làm của Ngài, và tất cả những lời sáng suốt mà Ngài đã nói. Ngài là một vị vua khai ngộ và là minh sư. Nhưng thật không may cho hai anh em này, họ đã không nhận ra điều đó. Họ nghĩ rằng họ chỉ đến đó chỉ lặp lại bất cứ gì từ kinh Torah và cố gắng học thuộc lòng, hoặc có thể học hoặc không, chỉ thế thôi. Họ không nghĩ rằng nhà vua có một thứ gì đó khác, một thứ vô tự, không thể viết ra và không thể đọc được, không thể hiểu được bởi não bộ hoặc bởi tâm trí. Lý do là vậy. Tôi có nói rồi, đây tương tự như hai người gọi là đệ tử của tôi. Họ đã ra ngoài và đã tự làm điều đó tâm ấn một mình, không cho người ta được gì cả. Không những thế, họ còn bị mất công đức tâm ấn của chính họ. Dạ, sư phụ, mất hết và suýt mất mạng. Một người đã chết, người kia sống sót. Có lẽ do anh ta thành tâm sám hối, nhưng vẫn chưa hồi phục. Dạ, thưa sư phụ, không phải tôi quyết định gì hết. Không phải một mình tôi, có rất nhiều người làm việc trong những bộ phận khác nhau trong vũ trụ. Như cho dù tôi có công ty thì cũng có người kế toán. Muốn có tiền, quý vị phải đến gặp người kế toán, thí dụ vậy. Dạ phải. Và dù vậy cũng chỉ với sự cho phép của tôi, vì đó là công ty của tôi, tiền của tôi. Dạ. Vì vậy, không như quý vị chỉ học theo phương pháp truyền miệng, rồi quý vị ra ngoài và có thể dạy cho bất kỳ ai. Vào lúc tâm ấn, quý vị đã được bảo là không được. Dạ đúng vậy, dạ đúng thưa sư phụ. Quý vị phải nên nghe theo và vâng lời chỉ dạy của sư phụ. Nếu không, quý vị hại chính mình. Chúng tôi đã giải thích điều đó, nhưng ngã chấp của một số người quá lớn và đầy tham vọng. Dạ phải, tham vọng điên rồ, muốn nổi tiếng, muốn được gọi là minh sư này kia. Quá ngu ngốc. Đây toàn là những danh từ trống rỗng, không có lợi gì cả, không có lợi cho ai cả. Thật ngu ngốc. Quý vị thấy điều đó thì biết ngã chấp của họ lớn cỡ nào và tham vọng của họ thấp hèn cỡ nào. Sao không hỏi sư phụ một tiếng? Dạ đúng. Trừ khi thiên đàng bảo quý vị, như trường hợp của Đức Tiên tri Mohammed, bình an đến với Ngài, thiên đàng bảo Ngài. Thấy không? Dạ phải, thiên đàng đã cử thiên thần Gabriel đến nói với Ngài. Và Ngài đã trở thành một tiên tri bởi sắc lệnh của thiên đàng, không phải Ngài muốn. Ngài thậm chí còn không biết đó là gì. Dạ, ban đầu tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ là một minh sư. Dạ, thưa sư phụ, chỉ sau đó, thiên đàng cứ nói tôi hoài và người ta cứ tìm kiếm tôi. Nói với tôi rằng sư phụ của họ, thiên thần của họ bảo họ đến đây, đến đó tìm tôi. Họ chưa bao giờ đến đó. Dạ, làm sao mà họ biết tôi ở đâu? Dạ đúng, như ở thành phố New York chẳng hạn. Thành phố New York đâu có nhỏ. Dạ không, đúng vậy, thưa sư phụ. Tôi còn sống trong một ngôi chùa rất nhỏ ở Queens nữa. Không cạnh trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hay là nơi nào đó mà hàng ngày mọi người đi ngang qua và biết đến. Nổi tiếng hay không, ở Queens có rất nhiều xóm nhà lá. Không phải là nơi sang trọng cho lắm. Vậy chúng ta nên tìm kiếm kiến thức, trí huệ. Và rồi chúng ta thậm chí có cả vàng. Dạ đúng vậy ạ. Và dù sao thì quý vị cũng có trí huệ. Quý vị học mỗi ngày không đúng sao? Dạ đúng. Từ những cách khác nhau bên trong và bên ngoài. Dạ thưa sư phụ, đúng ạ. Nhưng trước hết hãy học tâm ấn bên ngoài. Nó sẽ giúp quý vị học bên trong. Dạ. Không có tâm ấn rất khó để học bên trong. Dạ sư phụ. Mặc dù quý vị ngủ, quý vị thiền, nhưng sư phụ vẫn luôn dạy quý vị. Dạ đúng.
Nhưng một số người thì nặng nề, nghiệp chướng quá nặng nề và quá trần tục đến mức mất rất nhiều thời gian. Còn một số thì không thể dạy được. Dạ đúng, quý vị đã biết những chuyện đó rồi. Dạ biết thưa sư phụ. Được rồi, các cưng. Hẹn quý vị lần tới. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Chào nhé. Không có chi. Xin chào tạm biệt sư phụ. Thượng đế gia trì. Thượng đế gia trì sư phụ. Xin thượng đế bảo vệ sư phụ. Thương, thương. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, chúng con mãi mãi biết ơn vì đặc ân có được Ngài là vì hướng dẫn đưa chúng con về nhà, và biết ơn món quà tâm ấn và giáo lý quý báu của Ngài đã giúp chúng con đạt được mục tiêu về nhà. Chúng con cầu nguyện rằng ngày càng có nhiều người nhận ra niềm hỷ lạc không thể thay thế, đó chỉ là cần biết được chân tánh sẽ làm mình tội nguyện, cũng như cho một thế giới hòa hợp hơn. Nguyện cầu sư phụ kính yêu vui hưởng sự thoải mái và bình an trong sự bảo vệ huy hoàng của tất cả thiền đế thiền liền. Để nghe toàn bộ câu chuyện khai ngộ vua Solomon và ba anh em do Ngài Thanh Hải vô thượng sư ân cần phiên dịch, xin vui lòng theo dõi tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây, phát sóng toàn bộ của buổi hội thảo này. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem buổi hội thảo giữa thầy và trò tên mới Bài Sang. Liên quan trước đó, tên mới Bài Sang, các thành phần cần thiết để đánh thức lực lượng Thượng Đế bên trong chúng ta. Giữa thầy và trò, tâm ấn cần phải có lực lượng minh sư.